vì bộ nhầm một cầu thủ dính chấn thương không còn là lạ trong giới bóng đá. Nhưng mới đây, một câu lạc bộ Hàn Quốc còn rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Việc chưa một cầu thủ có tiền sử chấn thương, có vấn đề tim mạch hay dị tật dường như đã là một câu chuyện quá đỗi quen thuộc trong giới bóng đá, dù nó chỉ có xác suất cực kỳ thấp. Nhưng mới đây, một câu lạc bộ thuộc K-League 2 của giải hạng nhì Hàn Quốc còn rơi vào tình thế khó đỡ hơn. Giống như đội bóng tại V-League, những câu lạc bộ tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đều có những chính sách tuyển chọn những cầu thủ gốc Phi và Nam Mỹ để tăng cường sức mạnh trong đội hình. Mới đây, câu lạc bộ Daejeon Citizen đã phải nhận quả đắng khi đi đánh bắt xa bờ tại Brazil. Cụ thể, sau khi vui mừng thông báo với người hâm mộ về việc đã hoàn tất mọi thủ tục với tân binh người Brazil là Alexandro, câu lạc bộ Daejeon mới tá hỏa khi bác sĩ xét nghiệm thông báo anh chàng này đã bị nhiễm S. Ngay lập tức, chủ tịch của đội bóng đã phải gửi lời xin lỗi cho toàn bộ người hâm mộ về sự việc ngoài ý muốn này. Còn Alessandro lập tức bị câu lạc bộ thanh lý hợp đồng không thương tiếc. Với nhiều đội bóng nhỏ và yếu ở các giải đấu nói chung, việc lựa chọn đầu vào sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó cũng là lý do những hạt sạn như Alessandro xuất hiện. Daejeon Citizen mùa này đang đứng ở vị trí áp chót tại K-League 2. Qua 19 vòng đấu, họ mới chỉ có được 3 chiến thắng và 4 trận hòa và thua đến 12 trận. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, đội bóng này đã chiêu mộ ồ ạt đến 60 cái tên không xác định, trong đó có trường hợp của Alessandro. Trước khi đến Hàn Quốc làm thủ tục gia nhập câu lạc bộ Daejeon Citizen, Matheus Alessandro từng khoác áo cho đội bóng lừng danh của Brazil là Fluminense. Với căn bệnh đang mang trong người, tương lai của tiền đạo sinh năm 1996 này gần như đã đóng sập.